Rồi đây là đề 2. Chà mờ quá. Chúng ta sẽ có giờ 9 giờ 10 giờ 30. Và người ta hỏi là thời gian thuê đó là bạn này thuê máy là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút. Được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ tính giờ bằng cách nào, tính phút bằng cách nào để cho nó ra đúng con số và chúng ta có thể tính được cái tiền thuê. Như vậy giờ người ta nói là giờ là giờ trả máy trừ giờ nhận máy. Lưu ý, chỉ lấy phần giờ. Phút, giờ trả máy trừ giờ nhận máy, chỉ lấy phần phút. Như vậy theo các bạn từ 9 giờ đến 10 giờ 30 là bao nhiêu giờ? À, 1 tiếng rưỡi. Như vậy nó là 1 giờ 30 phút. Vậy thì mình tính bằng cách nào? Các bạn sẽ sử dụng cái file mà bạn đã làm rồi đây. Giờ. Rồi. Nếu như các bạn làm như vậy, bây giờ thầy thử tính nè. Giả sử đơn giá thuê giờ là 3.000. Thì yeah, tiền thuê mình tính giờ thôi là bằng 1 giờ mà nhân với 3.000 thì chắc chắn nó phải ra 3.000 đúng không? Ra 12. Như vậy là chúng ta làm cái phần giờ này chưa đúng. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao tính được giờ? Nếu mà chúng ta dùng trừ bình thường á và chúng ta chọn cách thần là chúng ta chỉ chọn cái phần hiển thị là giờ. Nếu mà hiển thị không thì ok, chúng ta thấy được giờ là 1, nhưng mà thực ra chúng ta tính không được. Vậy làm sao mà nó ra được là 3.000? 1 giờ mà nhân với 3.000 nó phải ra 3.000 chứ, đúng không? Cho nên chỗ này chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ tính nếu như cái phút phía sau này nè mà lớn hơn cái phút phía trước thì chúng ta lấy giờ trừ giờ. Được chưa? Còn nếu mà phút phía sau nhỏ hơn phút phía trước thì chúng ta lấy giờ trả máy trừ giờ nhận máy trừ đi 1. Tại sao? Ví dụ như là các bạn nhận máy lúc 9 giờ 15 và bạn trả máy lúc 11 giờ thì bạn xài bao nhiêu tiếng? Nếu mà 10 giờ 15, 11, 9 giờ 15, 10 giờ 15, 11 giờ 15 thì 2 tiếng. Nhưng mà thực ra chúng ta có 1 tiếng 45 phút thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ kiểm tra cái phút phía sau. Nếu mà nhỏ hơn phút phía trước thì chúng ta lấy cái giờ này nè là 11. Chúng ta trừ cho 9 và chúng ta trừ đi 1 nữa thì chúng ta còn 1 giờ. Được không? Và bây giờ cái chỗ này làm sao mình biết được bao nhiêu phút? Bao nhiêu phút? Rồi bây giờ mình tính là 11 giờ 10 đi. Thì thay vì 45 là nó có 35 mà. Đúng không? Có 35 phút thôi. Vậy làm sao chúng ta tính được là bao nhiêu phút? Nếu như mà nó đến nếu mà 10 giờ 15, 9 giờ 15 đến 11 giờ 10 thì nó là 55 phút. Đúng không? 55 phút. Vậy thì các bạn thử làm một con số nè, bằng 60 cộng 10 trừ 15 ra mấy? 55. Còn tại sao nó như thế thì các bạn suy nghĩ giùm thầy nha. Công thức nó như thế đấy. Tức là 60 phút cộng thêm 10 phút nữa là cộng thêm cái phút mà phía sau nè.
trừ cho cái phút phía trước là nó ra cái khoảng cách từ đây đến đây. Như vậy chúng ta xài là 1 tiếng 55 phút. Được không? Rồi bắt đầu mình làm nha. Như vậy cái giờ này thầy tạm thời xin lỗi bạn, thầy xóa nha. Và giờ chúng ta sẽ làm công thức nè. Chúng ta sẽ bằng, nếu như phút phía sau, phút ha, chúng ta dùng phút của cái giờ trả máy mà lớn hơn cái phút của giờ nhận máy thì chúng ta làm gì? Lấy giờ phía sau trừ giờ phía trước. Giờ của trả máy trừ cho giờ của nhận máy. Được chưa? Kịp không? Còn nếu không phải là lớn hơn, tức là nhỏ hơn, à chỗ này chúng ta cho bằng luôn đi, bằng thì trừ cũng được luôn. Nếu mà không phải là lớn hơn hoặc bằng thì chúng ta lấy gì? Giờ trả máy trừ giờ nhận máy và trừ trừ 1. Lớn hơn hoặc bằng, bị sai chỗ nào đây? Nếu như phút của, chúng ta sẽ kiểm tra thử cái phút nữa nè, bằng, đúng, đúng mà, sao nó ra 1? Thì lấy giờ của D, 4 trừ giờ C4 General. Ok, General. Rồi, chỗ này 17 giờ 15 trả 0 giờ, 14 giờ 15 trả 0 giờ, 9 giờ 5 đến 10 giờ là 0 giờ, đúng chưa? Bây giờ mình lại làm một cái câu trắc nghiệm lúc nãy nè. Mình lấy là số giờ nhân cho giờ đi, 4.000 giờ ra 4.000. Ồ đúng rồi. Được chưa? Như vậy cái giờ của mình đúng rồi đó. Đúng không? Rồi, bây giờ đến phút mình làm sao? Phút thì chúng ta nói lúc nãy, nếu mà phút ở phía sau mà lớn hơn phút phía trước, tức là trả máy lớn hơn nhận máy, thì chúng ta chỉ lấy phút trừ phút là xong. Vậy thì chúng ta lại sử dụng lại cái công thức lúc nãy, khỏi cần phải làm nhiều. Nhớ copy trên này nhé, để cho nó khỏi nhảy. Nếu mà copy trực tiếp ở đây, Ctrl C ở đây nè, các bạn qua đây Ctrl V là nó nhảy ngay. Nó nhảy nè, công thức tương đối mà. Rồi bây giờ chúng ta copy ở đây, Ctrl C, nhấn Escape, bỏ đi. Qua đây chúng ta Ctrl V, tức là chúng ta lấy lại y công thức cũ. Nếu như phút lớn hơn hoặc bằng phút thì chúng ta sẽ lấy gì? Phút trừ trừ phút, đúng không? Còn nếu không như thầy nói lúc nãy thì chúng ta làm gì? Lấy 60 cộng với cái phút trả máy trừ đi cái phút nhận máy ha. Còn tại sao nó như thế thì về suy nghĩ giùm thầy. Cái này nó thuộc về toán của lớp, không, nó cao hơn tí xíu, chắc khoảng lớp 5 gì đó. Được chưa? Về xem mượn lại tài liệu của em mình học lại cái chỗ này đó. Rồi ok, như vậy là mình đã có giờ phút giây. Đây
10:30 và 15:30 thì bạn này xài 5 giờ. Hình như nó có cái gì đó sai sai á. Đúng không? Sai sai à? 10 giờ đến 15 giờ là mấy tiếng? Sao 5 tiếng được? À 15, đúng rồi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, đúng. Rồi ok. Như vậy mình có giờ phút giây rồi, có giờ phút rồi. Như vậy mình tính tiền dễ không? Người ta nói rằng tiền thuê là bằng giờ nhân đơn giá giờ cộng phút nhân đơn giá phút với thêm điều kiện nữa. Đơn giá giờ dựa vào hình thức thuê trong bảng 1, đơn giá giờ tương ứng với đơn giá phút dựa vào hình thức thuê trong bảng 1 để lấy. Vậy nó có cái gì chỗ này? IT. À, nó phụ thuộc vào cái mã số này nữa nè. Phải không? Rồi cái ông M này đâu ra? M là check mail thì làm sao? Không tốn tiền à? À, để coi trên này nè. Ồ, phức tạp thế. Ha, phức tạp nhỉ. Nếu là check mail thì 3.500. Rồi, ok. Phức tạp thế nó mới có học sinh giỏi chứ. Rồi, nếu như anh này mà xài internet bình thường á. Ủa vậy thì ổng thuê phút là bao nhiêu? Hả? Nếu ổng check mail là 3.500, vậy thì ổng check mail mà ổng lòi ra phút thì bao nhiêu? Năm phút là bằng 5/60 à? Chắc vậy quá. Phải không? Ví dụ ổng có check mail nhưng mà ổng xài là 1 tiếng. Ừ, rồi cuối cùng sao? Đề không cho đúng không? Mình đề không cho thì mình đặt ra. Sao? Hả? Phút đâu, bên này mình đâu có tìm được. Nó chỉ cho là internet hoặc là thực hành thôi mà. Còn cái phút của cái anh mà check mail đó đâu có đâu. Vậy thì mình sẽ lấy đơn giá phút của cái ông check mail này đó, là cứ 1 giờ của ông là 3.500, là 60 phút. Thì mình tính ra 1 phút bao nhiêu mình nhân lên. Đúng không? Thôi vậy đi. Nếu mà đề người ta không cho thì mình làm như thế. Dài đó nha. Vậy nó mới là học sinh giỏi mà. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiền thuê. Tiền thuê nó tính theo đơn giá ở phía dưới. Cái này dùng H lookup và V lookup đây. Không, thực ra mình làm hai cụm. Tính tiền giờ riêng cộng với tính tiền phút riêng, hai cái cộng lại. À, thành ra là mình không có cần phải làm gì phức tạp hết. Cho nên thực ra chỗ này dùng if là được rồi. Nó chỉ có hai giá trị thôi và nó cũng chẳng có đi tìm ở đâu hết. À, hoặc là VLOOKUP. À, cũng vậy ha. Rồi bây giờ mình làm nè. Tính tiền nếu như cái mã số là price ha, của cái mã số này mà bằng gì trước? Bằng M trước.
bởi vì M là có mình nó à, đúng không? Thì mình sẽ lấy là 3.500, 3.500, được không? 3.500. Còn không thì giá là bằng gì? 4.000 hoặc 3.000. Khi nào là 4.000, khi nào là 3.000? Nếu như mà em dùng if á thì cuối cùng em không xài đến bảng, không xài đến bảng phụ, vậy là sai đề. Làm đúng nhưng mà là sai đề, bởi vì if mình đâu có đi tìm được. Cho nên chỗ này mình phải dùng h, bởi vì cho bảng hàng ngang mà chữ y hoặc chữ t mà, không chữ y hoặc chữ t, h lookup. Giá trị do tìm là cũng lấy giá trị bên phải. Đi giờ ở đâu? Đi giờ trong cái bảng này, được chưa? Nếu tìm thấy thì trả về dòng thứ mấy? F4 rồi đã. Nếu tìm thấy thì trả về dòng mấy đây? Trả về dòng 2. Kiểu giờ tìm là 0. Sau bạn này không đồng chữ T, có dư gì không? Chữ Y. Copy xuống thử xem nào. Không hết. Công thức bị sai ở đâu đây? Nếu M thì 3.500, đúng ra vậy cái M này nó phải 3.500 chứ. Ctrl C bằng Ctrl V Fonts. Một anh Chu nè, hai anh Chu nè. Mà tại sao nó không ra 3.500 nào? Chu nó phải ra 3.500 chứ. Rồi, chỗ này tạm thời để cho nó... Không, số mà. Rồi, để anh đó đây đã. Mình sẽ sửa từng phần ha. 0 đồng đi, à 10 đồng đi, cho nó lạ. Nếu rise A4, A5, A6 2 sai đâu? Nếu ray A5 bằng M thì trả về 3.500, còn không trả về 10. Cả hai giá trị nó đều còn không ra hết. Ray 3.500, 10. Ồ, mình đang hình như là bị một cái gì đó nó trâu mình rồi. Do mình copy công thức bên kia qua, nó tính theo thời gian á, đúng không? Cho nên nó cho mình. Ok, vậy là công thức hồi nãy của mình đúng rồi. Rồi, ok, đi thi bình tĩnh nha. Đây, công thức này đúng rồi nè, không có sai đâu. Đó. Rồi, lâu lâu vậy để cho các bạn mới thấy được cái trải nghiệm của nó chứ. Rồi, ok. Cái này là mình mới tính tiền giờ nè. Bây giờ cộng thêm cái phút nữa. Không cần đóng ngoặc, Ctrl C, mình ra đây mình tính tiền phút đi. Rồi tí nữa mình ráp vô. Ha, các bạn đi thi các bạn cũng làm từng phần nha. Từng phần một rồi các bạn ráp vô. Rồi, ok.
Nếu như M thì phút bây giờ là mình lấy là 3.500 chia cho 60, đúng rồi, 1 phút. Ok. Còn cái lúc cấp này mình sẽ chọn là cái bảng nó rộng hơn tí xíu, là chọn luôn cái bảng này F4. Và bây giờ mình lấy dòng ấy, nếu phút thì mình lấy dòng 3. Dòng 3. Đúng rồi. Rồi, ok. Đó. Được không nào? Được không? Đây là mình tính tiền phút nè. Như vậy thì mình cũng lên trên cái dòng công thức, mình copy cái phần if này, Ctrl C, nhấn Escape bỏ nha. Mình vô cái tiền thuê nè, thêm ở phía sau, nhấn phím cộng và dán vô. Như vậy mình đã có tính tiền giờ là phía trước này nè. Đây là tính tiền phút nè. Được chưa? Nhưng mà ra kết quả chưa? Theo các bạn ra kết quả chưa? Chưa. Cái này mình mới lấy đơn giá thôi. Còn người ta bao nhiêu giờ, người ta bao nhiêu phút mình đã nhân đâu. Đúng không? Hiểu chưa? Hiểu không nào? Đây. Chỗ này mới 3.000. Anh này cũng 3.000, anh này cũng 3.000. Là cái này mới là đơn giá thôi. Vậy thì thôi, chỗ này thì nhân luôn đi cho các bạn khỏi bị nhầm. Nhân với giờ. Đấy. Đó, set ngược rồi, ngược rồi. Đây, chỗ này anh này nhân với giờ. Nhân với giờ. 1 giờ. Đấy. Anh này 0 giờ là 0 đồng nè. Được chưa? Rồi, bây giờ chỗ này thì làm gì, nhân với ai? Nhân với phút. Ok. Như vậy mình đã có được đơn giá theo phút. Và bây giờ chỉ có việc copy cái công thức này, bỏ dấu bằng lại nha. Ctrl C, nhấn Escape bỏ đi. Vô đây, các bạn cộng thêm tiền của phút. Enter. Và chúng ta đã có được câu G. Câu G tiền thuê 0.5. Rồi, như vậy thì nếu trong trường hợp mà chúng ta không tính được câu này thì các bạn cứ gõ bất kỳ con số nào vào mà các bạn cho là đúng, cứ cái dữ liệu là dữ liệu giả, để mình làm những câu sau, đừng có bỏ nha. Gọi. Hả? Đúng rồi. Khi mà các bạn gõ dữ liệu vô thì câu 5 này không được chấm, nhưng câu 6, câu 7, câu 8 nếu có liên quan vẫn được chấm bình thường. Cho nên tuyệt đối không bỏ câu nào hết. Câu nào không biết nhập vô. Câu 6, tiền giảm nếu thuê nhiều hơn 2 giờ thì tiền giảm 20% của tiền thuê, còn ngược lại thì không giảm. Dễ không? Nếu tiền thuê, nếu mà giờ thuê lớn hơn 2 giờ, lớn hơn 2 thì làm gì nào? Giảm 20% sao, giảm làm sao? Tiền thuê. Ừ, nhân cho 20%. Hết. Còn không thì không giảm, tức là không. Không giảm đồng nào. Bạn này thuê 5 giờ thì được giảm 4.000. Tiền phải trả bằng tiền thuê trừ cho tiền giảm. Làm quản lý tiệm net cũng căng quá ha. Phải giỡn không? Rồi, được chưa? Như vậy sao? Mấy điểm rồi? Thấy sao là mấy điểm? 4 điểm. Còn gì nữa không nào? Sắp xếp bảng
tăng dần theo tiền phải trả. Đây, sắp xếp. Các bạn chú ý chọn chỗ này, đừng có chọn lên trên này nha. Bởi vì chọn trên này nó có hai dòng mà các bạn chọn nó sẽ không hiểu á. Đây, chọn đây thôi. Chọn data. Và các bạn sẽ chọn sort. Sắp xếp theo cái gì? Theo cột Y nha. Tiền phải trả là cột Y, bởi vì mình không có tiêu đề đâu. Cột Y theo gì? Tăng dần. À, small to land. Ok, xong rồi. Được chưa? Dễ hay khó?